Dâu dâu dâu, bà có sầu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng em Mizi trong series bình luận PK lên server. Và đây là Mizi hàng nhái từ server US. Chúng ta đang ở trong chế độ S Element Inherit, chế độ sầm mắc anh em nhá. Đừng quên 3 khung giờ ngày chúng ta 11h, 15h và 19h. Ngoài ra anh em quý mình hãy like, subscribe kênh Đầm YouTube để theo dõi những thông tin mới nhất đến từ thế giới cào web, luôn được cập nhật, đăng tải update thường xuyên trên này. Rất mong anh em ủng hộ cả hai kênh Double Gaming và Double YouTube này anh em nhá. Hiện tại thì có hai con đứa con ghẻ nhưng mà cũng gọi là tinh thần đấy anh em ạ. Tuy là con ghẻ nhưng mà vẫn là tinh thần anh em. Chiến thôi. Later matching. Đối thủ đầu tiên của chúng ta sẽ xuất hiện ngay sau đây khi mà server US đang có dấu hiệu quá tải khi một trong những cao thủ của thế giới đó là Mizi hàng nhái đã vào đây rồi. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Đây sẽ là ai? Single Kula Kyo giáp. Cái này khi lấy giáp các bạn. Giáp với Kula đập. Mà mình lấy giáp thì nó cầm Kyo với cả cầm Kyo với cả giáp thì có khi mình mệt mỏi nó nhỉ. Nói chung bỏ mẹ nào vậy phải vẫn để cầm một single vậy. Cái áo nặng chết đôi các bạn. Cái nó đánh trước, mình đánh sau. Đỡ được một nhịp. Đỡ được nhịp nào hay nhịp đấy anh em ạ. Đỡ được nhịp nào hay nhịp đấy thôi anh em. Đỡ được nhịp nào hay nhịp đấy thôi nhỉ. Oh, mày lại thích Demon Boy ra ra Demon Boy ra Boy tử thần nhỉ. Mút mùa con này người ta rồi à. Liệt quá. Cái này mình vẫn thua đấy các bạn, đúng không? Về lâu về dài lấy gì mà đục hai con đằng sau vậy, đúng không? How about đục hai con đằng sau vậy? Lấy cái gì ra để đục con Zero Clone với con Init vậy anh em? Thật sự là cái gì đó rất khó, chúng ta có thể đục được hai con bò mẹ đó. Dù game này mình pick cái gì mình thua rồi anh em. Pick giáp thì nó Kula với Kyo đánh ra thì cũng ngất. Ê, giáp cũng không nộ được. Em hình dung ra không? Khi lấy giáp với single thì vẫn đẹp hơn nhỉ. Combo bổ trợ. Khi ghi với giáp với single, à lap với cả single không ai UM khi còn có cửa. Khi còn Kula với cả single không ai UM cửa hơi bốc. Chính ra lấy giáp hợp lý hơn. Ừ, lấy giáp của nó còn có hy vọng. Kula single chả hy vọng chó này. Tắt con mẹ nó hy vọng rồi. Hãy
Tắt nắng rồi. Có kèo này bỏ đi nha bạn. Đánh nhau thì thêm mệt, không ăn được. Không có cơ hội được bạn. À, Surrender làm kèo mới hơn. À, chúng ta lại Surrender làm kèo mới hơn. Kèo này không có tương lai. Tương lai đã hết anh em ạ. Đến với tiền đấu tiếp theo nào. Game đấu tiếp theo. Ở từ tên Teno Chitilan à? Nhìn nhiều mày tên Việt Nam vậy. Chế độ sớm mắc đây nha. Ái da, tỉnh đấy. Tỉnh đấy. Tỉnh táo tàu đấy các bạn ạ. Thanh niên tỉnh hệ người chơi hệ tỉnh táo tàu đấy anh em ạ. Vẫn phải mang một con vào thôi. Inlet Boruto luôn à. Chắc hơn kinh thật mọi. Thấy sự lợi hại của An Đéo kìa. Nhảy một phát mẹ run ho mẹ mày. Khóc rưng rức luôn anh em ạ. Sưng dứt luôn anh em nhé. Tê đồ chi tít làn. Không băng ai là em khổ rồi. Không băng ai thì em khổ rồi. Chính mạng ghê thật đấy. Oh, no.
hết tướng rồi á? Giờ hết tướng thì bạn chơi bời gì nữa hả bạn? Thường bạn còn tướng như bây giờ bạn hết tướng thì bạn lấy gì bạn chơi tôi nữa? Bạn Resist à? Đố bạn Resist được đấy. Đố bạn Resist được đấy, tôi còn Kindred cơ. Tôi còn Kindred cơ thì bạn lấy cái gì ra bạn chơi? Đó là chiến thắng của MNG hàng nhái trước Tenochi Titlan. Sao 13. Đến cái game đấu tiếp theo nào. Game đấu tiếp theo chúng ta gọi tên ai? Tiret Nancy, cũng một xe 113 luôn cả. Và nét Kula giáp. Mẹ kèo này. Cứ làm tí ba nét nữa. Đấm nghe mệt mỏi nhỉ. Đấm nghe cũng mệt mỏi đấy. Chưa kể lại còn băng kép nữa chứ lệ. Khó nhè. Chính ra nên lấy cái gì? Chơi cho nó đúng. Không phá mõm được. Không phá mõm được thì không có cơ hội nó. Băng như từ đầu đến cuối anh em. Phải ship như vậy. Phải phát phải ship. Đi cứ rồi.
Má, băng đầu game cuối game. Cái gì chịu nổi. Đôi ba nét để làm gì ạ? Lúc đôi ba nét để làm gì? Nó không có cửa ăn đâu. Thế là xong. Và thế là hết. Và thế là hết. Em không lấy được nó quả nào. À, bây giờ tung được một quả tuyệt kỹ thì nó quá muộn rồi. Nói chung khó nha. Nói chung là chịu. Nói chung là bất lực thôi. Cùng đến video tiếp theo nào. Người chơi hãy bất lực thôi anh em ạ. Giả sức 4.0 Init. Hát và Ochi thì bị con Nokuru này phá rồi nhá. Chơi được không nhỉ? Cái gấu à? Ôi chào, sáng thế chó nào là anh em. Đây chúng tôi không chơi sáng thế. Chúng tôi nói không với sáng thế. いらねえ。こっちときね。どうないどうない。はっ。
Em game luôn chơi nha. À, ủa, cứ tưởng không đủ em nó vẫn đủ. Chúng ta cứ tưởng không đủ, may nào con nào hát nổ quả clip đấy nha. Quả đấy không nổ quả clip đố em được nha anh em nhé, đúng không? Quả đấy không nổ quả clip ta mà sao end game được. Wheelbell đi nền để xem 51. Người ta chứa nà ngon hơn. Dạ, không mệt thế. Tưởng để hai chị em mây chờ tao nữa. Nhà nó cứng lắm mà còn kia chém thì cũng kinh nhỉ. Kia chém nó đít đấy nhỉ. Này, sốc đàm quá nhỉ. Đang đồ đánh nhau nó rồi các bạn. Thua đấy. À, hai con không có được chiều. Tèm thì không có đàm. Thua rồi. Rất là hế. Và thế là hết rồi. Ok anh em nhá, clip này mình sẽ tạm dừng đây thôi. Rồi hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. Sửa về. Thank you.